Tác phẩm Đường hy vọng. Tác giả Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. 16. Vâng phục. Nói vâng cách vui vẻ là dấu chỉ một tâm hồn thánh thiện. 389. Con khấn vâng phục thượng cấp hay khấn thượng cấp vâng phục con? 390. Người nhu nhược để ý chí lăng loàn như anh nài không cầm được voi. Người vâng lời khắc phục được ý chí như nhà xiệt điều khiển mãnh hổ. 391. Một đạo binh kỷ luật là một đạo binh hùng mạnh. Một tông đồ vâng phục là một tông đồ anh dũng. 392. Xem một tâm hồn vui vẻ và nhanh chóng vâng phục chừng nào, con đoán được tâm hồn đó thánh thiện chừng ấy. 393. Thế gian bảo con vâng phục như vậy là điên khùng. Chúa nói con vâng phục vì Chúa là anh hùng. 394. Lucifer đã nổi loạn và liên lụy xúi dục khởi nghĩa đó đây trong hội thánh. Khẩu hiệu của nó là bất tuân phục. 395. Chúa cứu thế đã cách mạng, muôn triệu người hưởng ứng. Khẩu hiệu của Ngài vâng lời đến chết. 396. Sáng kiến, tìm hiểu, trình bày, lắng nghe, nhận chỉ thị, thi hành sáng suốt. 397. Có người phục mà không vâng, có người vâng mà không phục. Có người vâng và phục vì thượng cấp đúng hiệu với mình. Có người vâng và phục vì Chúa. 398. Thượng cấp bảo con làm một việc khó, con cứ cố gắng và tin tưởng. Có việc gì khó bằng chinh phục thế giới và với hai bàn tay trắng. Các tông đồ đã vâng lời và đã thành công. Hãy xem phép lạ ấy đang tiếp tục mỗi ngày mà vững tin. 399. Đừng đòi buộc thượng cấp phải gương mẫu, cũng như đừng đòi buộc bác sĩ phải sức khỏe. Đó là thiện cảm cá nhân, không phải nhân đức vâng phục. 400. Không vâng lời, dù có thực hiện những công bình vĩ đại, cũng không đẹp lòng Chúa. Chúa chỉ quý lòng con. Chúa không cần công trình của con. Chúa tạo dựng cả vũ trụ không cần con. 401. Hội thánh ở giữa xã hội trần gian cũng cần hệ thống tổ chức nhân loại. Một sự bất tuân phục cũng tổn thương đến sinh hoạt chung, như trong thể xác, một tế bào, một huyết quản trục trặc làm cho cơ thể đau đớn. 402. Trinh khiết là chết cho nhục dục, vâng phục là chết cho ý riêng. 403. Thi hành chỉ thị mà vùng vẫy là kiêu ngạo, không phải vâng phục. 404. Hãy biết hoài nghi chính mình con, biết bàn hỏi với người có kinh nghiệm, biết tin tay Chúa sắp đặt qua nhiều người, nhiều hoàn cảnh. 405. Vâng phục trong thinh lặng, sự thật sẽ giải thoát con. Thinh lặng 5 năm, 10 năm, cả đời con. Thinh lặng trong sự chết, Chúa biết con đủ rồi, và ngày tận thế nhân loại cũng sẽ biết. 406. Vâng lời trọng hơn của lễ, vì của lễ là hoa quả, hương trầm, súc vật, tiền bạc, vân vân. Khi vâng lời, con lấy chính mình con làm của lễ, giết chết ý riêng con, tự ái của con làm của lễ toàn tiêu.